Audio Jungle. Xin chào bà con. Thì lâu nay mình cũng không có cập nhật về cây bơ bút cho bà con. Thì hôm nay mình cũng có dịp quay lại clip của vườn của anh Hóa ở xã Eheo, huyện Eheleo, tỉnh Đắk Lắk. Thì đối với những clip mình làm ở 158, 159 và một phần 160, đó là ba clip mình quay gần nhất đối với vườn của anh Hóa từ lúc mà làm cành, phân hóa mầm hoa và đậu quả. Thì đối với clip ngày hôm nay mình đi quay kiểm tra lại cái lượng trái đậu của anh. Thì lúc này là vườn của anh hiện tại là mình quay đang lúc còn phân tầng và đậu trái. Thì một tuần tới mình sẽ cập nhật toàn bộ quá trình mà đậu trái của toàn bộ vườn anh luôn. Thì hôm nay mình chỉ cập nhật được 1/3 của vườn về cái quá trình đậu trái của anh. Thì mình cũng sẽ cập nhật toàn bộ những quá trình từ lúc mà khoanh vỏ, phun thuốc, làm hoa cho đến lúc đậu trái của anh. Thì theo như mình đánh giá thì vườn của anh Hóa năm nay sản lượng đạt 80%, vườn của anh đậu trái hoàn toàn, hầu như là cây nào cũng đậu luôn, không có cây nào mất mùa. Thì mình sẽ cập nhật sớm cho con xem trong một tuần tới, để cho những bà con nông dân chúng ta đang theo dõi kênh về cái bơ bút năm 2023 sẽ đậu trái và khác với mọi năm như thế nào. Thì thật sự đối với năm 2023 thì cái thời tiết rất là khác và khắc nghiệt so với mọi năm. Vì nhường 2 tháng 2 thời tiết rất là lạnh, và sau khi lạnh xong thì thời tiết nắng đột ngột, thì có rất nhiều cái hiện trạng. Thì trên vườn này mình đi quay rất là chi tiết cho con xem về quá trình đậu trái, và đậu trái rất là nhiều trong giai đoạn hoa, xả nhị và đậu trái như thế này. Thì toàn bộ những quá trình này mình luôn cập nhật cho con. Nhưng gần đây thì thời gian công việc nhiều nên mình ít up clip về bơ bút. Thì hôm nay quay lại vườn của anh thì mình sẽ quay toàn bộ những cái công tác kiểm tra và những cái cây bơ đã xả nhị trước và đậu trái như thế nào. Thì đa số vườn của anh á, hiện trạng thì tầm khoảng cỡ 1 tuần đến 10 ngày nữa là toàn bộ lưới hoa này sẽ xả nhị và đậu trái hết. Thì bà con chúng ta rất tò mò và thắc mắc muốn xem từ lúc mà làm hoa đến lúc đậu trái sẽ như thế nào. Thì mình sẽ luôn cập nhật cho bà con để tránh tình trạng một số bà con không thấy được cái kết quả khi mà làm vườn. Thì gần đây mình cập nhật rất là nhiều vấn đề về cây trồng để cho con chúng ta xem và theo dõi kênh để có những cái động lực để áp dụng trồng và chăm sóc cây ăn quả vào những vụ tới và những năm tới khác nhau. Thì thời tiết mình cũng cập nhật luôn là thời tiết đối với tháng 3 2023 này á, thì hiện trạng đã có một số vùng mưa và một số vùng mưa rào rồi. Thì qua đó công tác mà làm hoa bơ sẽ bị thay đổi so với mọi năm, mà đặc biệt thời tiết rất là khắc nghiệt. Cái đó mình chia sẻ con luôn, rất là khắc nghiệt nên dẫn đến hiện tượng sốc nhiệt, sốc nước. Thì mình cũng cân đối và khuyến cáo bà con trong năm 2023 thì con phải luôn giữ ẩm cho mình để tránh tình trạng là cây hoa chúng ta thiếu nước và sẽ bị teo hoa và teo trái đồng loạt và không đậu trái. Đó là vấn đề mình chia sẻ cho con luôn. Và năm nay hiện trạng đi đọt non thì vẫn ít so với mọi năm. Đó theo mình thống kê những vườn mình hướng dẫn cho con nông dân đã chặn đọt và hãm đọt trước khi mà làm hoa. Còn một số vườn thì cũng trao đổi với mình là đọt đi rất là mạnh. Đó là vấn đề cơ bản nhất. Như trên clip này mình quay con xem á, lượng đọt đi cũng rất là thấp, trái đậu rất là nhiều. Vì cái lúc này á, thật sự để quay lượng trái á, thì bà con chúng ta thấy rất là kém, không có rõ. Thì bà con chịu khó đợi một tuần nữa mình sẽ cập nhật toàn bộ vườn, có những cây đậu 60% là 70%, trái rất là nhiều và đồng loạt. Thì những cái biện pháp cơ bản trong giai đoạn đó cần làm những gì thì mình sẽ tới mình sẽ cập nhật. Còn hôm nay là công tác vẫn là thăm vườn chính cho bà con để con kiểm tra được cái lượng hoa có bị ảnh hưởng của mưa, sương muối hay là bị phát đọt non dẫn đến tình trạng là hoa đi đọt. Thì mình sẽ quay rất là chi tiết cho con xem để một số bà con chúng ta đánh giá được lượng hoa có bằng cái vườn hoa của bà con nông dân khi mà chăm sóc với vườn của mình. Thì lượng trái thì hầu như á, đối với mình cũng chia sẻ luôn, nếu mà khi bà con đậu trái như viên bi mà con không tưới giữ ẩm trong giai đoạn này thật sự là dễ bị teo trái lắm. Đó mình chia sẻ bà con luôn. Năm nay khác với mọi năm, mọi năm là độ ẩm của bà con á, ở trên bà con thấy nắng nhưng mà trong độ ẩm vẫn có thể duy trì độ ẩm được cho con, nên dẫn đến tình trạng đậu trái và teo trái sẽ bị muộn
so với năm nay. Năm nay khi mà hình thành đậu trái mà hoa chúng ta chưa xả nhụy xong, nhưng mình cũng khuyến cáo bà con buộc phải tưới giữ ẩm để cho lứa trái hoa nở trước không bị teo. Đó là vấn đề cơ bản và thiết yếu nhất mình chia sẻ với bà con luôn. Còn những cái việc mà phun điều tiết qua lá thì ở những clip trước mình chia sẻ với con rồi, ở 159, 158, 160 mình chia sẻ rất là nhiều rồi. Và công tác bón phân điều tiết những dòng thuốc gì qua cây thì mình cũng chia sẻ rồi. Thì mỗi clip mình sẽ chia sẻ riêng những vấn đề khác nhau. Còn toàn bộ cái vườn này của anh Hóa thì cũng rất là nhiều, và tầm 200 cây bơ. Thì sản lượng năm nay thì thật sự mình cũng chia sẻ luôn con là rất là nhiều. Nên qua đó bà con cứ theo dõi kênh đi, mình sẽ luôn cập nhật những video mới cho con xem về cái quá trình chăm sóc cây bơ. Còn cái hiện trạng công tác này thì bơ đang xả nhụy, mình cập nhật cũng hơi trễ cho con xem, thì cũng đang xả nhụy và hầu như lứa hoa ở trên ngọn đã đậu trước và trái đã lớn trước so với lứa hoa ở dưới. Cái đó hầu như tất cả các vườn bơ mình qua con xem đều đa số là xả nhụy ở trên ngọn trước. Thì cái thắc mắc vì sao xả nhụy trên ngọn trước thì thứ nhất là cái phần trên đó ánh nắng tiếp xúc nó cao nhiều hơn so với ở dưới. Ở dưới thì bà con đẻ cành hay bị rợp nên dẫn đến quá trình mà xả nhụy tắt cánh hoa nó kém hơn so với trên ngọn. Như trên đầu ngọn mình quay còn xem á, đều thời tiết chói quá nên mình quay sẽ không được rõ, so với vài hôm nữa trái nhiều mình quay sẽ rõ hơn nữa cho bà con xem. Thì lúc nào mình cũng cập nhật trước cho bà con xem vì cái lứa trái nào cây nào xả trước mình cập nhật trước, để tránh tình trạng một số bà con hay tò mò hay là lựa cây có trái để quay thì có rất nhiều ý kiến trái nhiều nhau. Nên qua đó mình sẽ đi thăm vườn và kiểm tra cho con xem, để con đưa ra những phương án tối ưu cho năm 2023 và năm 2024 để có những phương án chăm sóc cây bơ búp chúng ta nó hiệu quả hơn. Thì mỗi năm mình sẽ đưa ra những cái phương án mới và những cái biện pháp kỹ thuật mới cho con đúc kết và con làm nó hiệu quả hơn. Thì thật sự đối với cây búp, bản thân mình thì rất thích cây bơ búp. Tuy rằng ở những năm 2021 20, 19 thì giá thành bơ búp có hơi rẻ. Nhưng ngược lại đối với những năm gần đây, bà con để thời tiết cuối vụ thì giá thành cũng rất là cao. Nên qua đó một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi, mình sẽ luôn cập nhật mới những video mới cho con xem về cái bơ búp. Và đặc biệt nói riêng là vườn của anh Hóa, thì một tuần nữa mình sẽ cập nhật lại toàn bộ vườn cho con xem trong quá trình mà xả nhụy đậu hoa. Xin cảm ơn bà con ạ.